Yeah.
Baby, shut up. Đây là cao bên kia nhìn nữa, nhưng mà nắng đẹp đẹp phết. Bây giờ thật vậy, ông nào mà men men một chút vào là không sợ rơi rồi, gác hết rồi. Đổ quất mà cho vào đây này. Chả thấy có mùi vị gì cả. Cái này nên ăn không nhỉ? Thơm phết. Không biết để ở đâu. Đây vướng lắm. Vướng.
nhưng mà đẹp lắm nhỉ. Đẹp nhưng mà đi chắc kiểu này đi lâu cũng hơn là hỏng hết rồi đấy. Được chưa?
ra đằng ngoài.